Será que é? Com. Cha chị xin các bạn nước muối sạch. Thấy có bọc đi đâu hay tóc để rất luôn à hay thì chưa bắt đầu là để ngắn dài lại vậy đó. Không làm gì nữa hết. Hiện tại mà nghĩ tới cái đoạn tẩy lần thứ hai là bán đau không thì khỏe như hồi xưa là chịu được. Hay trâu bò rồi. Lần một thì vẫn bình thường, đúng không? Lần hai mà là tháng thứ hai bị mệt rồi.
Bột này bột bê nè. Này chứ hầu xe trời trời mới đi nào bộ ngoài ra cái ai đi à? Cái đó đi bị dơ liễu mà để chặt bỏ chứ. Đi không có nặng không? Yeah. Có nặng mụn không?